Hai mọi người, chào mừng các bạn đến chương trình Coffee Talk cùng Boss Red Ross. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp về Biến Tần, nhưng mà cũng như series tuần trước, mình sẽ giới thiệu thêm các sản phẩm khác của Boss Red Ross trong mạng tự động hóa, đó là Servoroid và Thanh Trưởng. Thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết đó là Servoroid và VFDroid, tức là Biến Tần đó, nó khác nhau như thế nào. Thì về cơ bản, khác nhau quan trọng nhất của hai sản phẩm này đó là ứng dụng khác nhau. Biến tần VFD, Variable Frequency Droid, dùng cho các ứng dụng mà thông số điều khiển quan trọng nhất của động cơ đó là tốc độ, ví dụ như là bơm này, quạt này, bằng tải này, lò hơi này, những ứng dụng mà mình gọi là ứng dụng phổ thông một tí xíu đó. Còn Servoroid dùng khi nào? Servoroid dùng cho những ứng dụng yêu cầu điều khiển sự chuyển động một cách chính xác. Các thông số điều khiển quan trọng là ngoài tốc độ, ngoài gia tốc, ngoài vị trí, còn có cả độ giật nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem một tí xíu nha. Ở đây mình dùng web HTML cho nó tiện tí xíu thôi. Bởi vì là hiện nay mình đang sử dụng truyền thông Profibus kết nối với BOC của Bosch. Rồi từ BOC của Bosch mình lên web HTML. Tức là bạn có thể sử dụng những cái trình duyệt web như là Chrome, Safari, Firefox hay là Microsoft Edge. Các bạn đánh địa chỉ IP, nó sẽ có web HTML để các bạn điều khiển. Thông số quan trọng nhất vẫn là tốc độ. Còn bây giờ mình sẽ demo cho các bạn Servoroid của Bosch nha. Thì nguyên một hệ điều khiển servo gồm có phần thực thi. Ở đây mình sử dụng thanh trượt của Bosch, thanh trượt Bosch Red Ross. Đây là thông số kỹ thuật của thanh trượt Bosch. Đó, đây là thanh trượt CKR. Thanh trượt này được gắn vào hộp số và sau đó là động cơ servo của Bosch, động cơ MSM. Rồi từ động cơ MSM được kết nối với Servoroid của Bosch, Bosch Servoroid HCS01. Rồi bây giờ mình sẽ demo servo nha. Các bạn thấy nước nó sẽ, cái độ sóng sánh của nước nó sẽ mô phỏng cái thông số đó là cái độ giật. Và trong servo và trong lining của Bosch thì mình sẽ điều khiển thêm được cái thông số rất quan trọng, đó là cái độ giật, tức là đạo hàm của gia tốc nữa. Đó, các bạn thấy nước nó sóng sánh. Thì nước sóng sánh như vậy nó sẽ đặc trưng, đó là khi mà các bạn sử dụng phần cơ khí này vào trong máy móc, nó sẽ có cái độ giật. Và nếu như độ giật nó càng lớn á, thì cái tổn hao về cơ khí nó càng nhiều. Và lâu ngày cái máy móc của mình nó sẽ bị hư, tổn hao phần cơ, làm cho tổn thọ về máy móc và giảm cái năng suất của máy. Còn bây giờ mình sẽ làm cho nước nó gần như không sóng sánh, tức là cho độ giật về bằng 0. Thì tổn hao phần cơ mình sẽ tối ưu được. Đó, giờ mình cho nó chạy nhanh tí xíu nha. Các bạn để ý nè, xem nước có sóng sánh nữa không nha. Thì tùy vào cái chất lỏng, thì mỗi chất lỏng sẽ có cái độ đặc, có độ đặc sẵn khác nhau, thì nó sẽ dao động khác nhau. Thì các bạn sẽ chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Để tìm hiểu thêm các sản phẩm khác của Boss Red Ross, như là thanh trượt nè, như là Servoroid nè, thì các bạn có follow kênh LinkedIn hoặc subscribe kênh YouTube, hoặc truy cập vào trang web bossredross.vn, hoặc liên hệ với số hotline của Boss. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip Coffee Talk lần sau.